đi đi siêu thị cho bạn ơi. Rồi có cái cây. Áo xanh. Chôm chôm. Chôm chôm gì mắc với ta được 90 mấy ngàn chứ. Cái này 26 ngàn. Kem không? Kem chưa? Xíu à, đi ra xong mới mua không? Ở đây kiếm người ta có cái ly như ly uống rượu á. Ly uống rượu à? À, kiếm cho mỗi con. Đây, đi kiếm mình út cái ly uống rượu đi. Thầm nhớ kêu út nha. Rồi, đi vòng vòng qua đây coi nữa như các bạn coi có cái gì để mua không ha. Cái này rất là ngon nè các bạn, yến mạch á, không biết là các bạn có hay ăn cái này không hả? Yến mạch á nè, yến mạch này, cái lúa lúa yến mạch á, người ta nói cái này mình ăn giảm cân được luôn đó các bạn nè, yến mạch nè đó, yến mạch á, cái này pha với nước nóng á, nhưng mình thích là mình ăn trộn với sữa với lại với u á, ăn rất là ngon. Nhưng mà nếu mà ăn như vậy chắc không có giảm cân đâu, nếu mà ăn không thì nó giảm cân. Rồi đi qua coi mấy cái đồ gia dụng nè, áo mưa rồi nè, đủ thứ hết luôn, khẩu trang. Khăn giấy ướt, khăn giấy khô gì, sữa. Ê mua được cái gì rồi? Có mua sữa ốc chó hay gì? Gì? Cái gì? Mua sữa ốc chó à? Cái kẹo nè. Sao bữa là ngon? Kẹo cà phê nè. 27 ngàn. Này kẹo cà phê. Đâu? Đâu nè nè. Khoe coi cái cà phê đâu. Nó ừ, cô phải ăn cái đó. Nè bỏ cái này vô vỏ đi. Bỏ cái sữa ốc chó này vô vỏ đi. Cái này cũng ngon. Nè bây giờ Út coi coi orange nè. Qua đây coi orange nè. Đó, được con thấy cái bịch. Thấy cái bịch. Nè con thấy chữ orange nè, ngó đây nè. Đó. Thấy chữ orange không? Orange nè, ngó đây nè, ngó tay Út nè. Là cái cam nè thấy không? Đó, người ta nói orange là trái cam đó, thấy không? Thấy giờ biết orange chưa? Đây. Cái cam đó, orange đó, nước uống. Bây giờ qua cái quầy mì. Mì gói. Cái này đây nha. Mì gói này các bạn, ảo ảo nè, mì ly nè, ảo ảo chua cay. Rồi, con ăn ngon này không? Ăn hai thủ đi, Út một thủ về cho anh hai một thủ, anh hai khóa ăn ngon. Bỏ vô. Đó, Bi mua được vỏ luôn, được chà bá luôn. Đi nè. Ừ. Đi ta. Bánh không? Bánh không? Rồi, đi con. Rồi. Rồi bây giờ mình qua mình mua kem đi. Đi, cứ nhẹ mua mua kem nha. Mua hết tiền rồi bỏ một bi ở lại đây luôn. Có mua cái này không? Có mua gì dầu giấm nè. Trộn rau á. Nhà có rồi. Cái này sao nhìn ngon quá vậy?
nhẹ, salad nhẹ, không màu tổng hợp của Nam Dương nhẹ, sốt hướng dẫn, nó đọc hướng dẫn thôi. Hướng dẫn sử dụng nè, dùng trộn rau hoặc làm nước chấm với các món chiên nướng. Trộn rau, cái này cũng là salad giống như dầu mè, ôi dầu dầu giấm này nè, nhưng mà trộn như salad luôn á. Rồi đang kiếm cái gì ta? Gia cương gì tặng cái kiếm nè. Cái gì? Hương Việt mẹ hay ăn đúng không? Ừ. Vậy mua cái cho mẹ đi. Chứ cái gì ta? Tính tính kiếm cái cái đậu gì mà người ta hấp sẵn cho bỏ cái đóng hộp á. Cái đậu á, đậu đâu, cái đó nãy thấy bắp không mà nó có đậu gì không? À chỉ có cái này thôi. Đậu Hà Lan hả? Đậu Hà Lan không, đậu Hà Lan không phải rồi. Đều y một điều này nhiêu gì 200 mấy, một ký hay là nửa ký rồi? Hạt điều rang muối nguyên vỏ 500 gram. Trời ơi, 500 gram mà là 213.000. Hạt điều rang muối cái này thì nói chung là khá mắc nha các bạn. Thì mình cũng có bán hạt điều nữa, thì mấy bạn nào muốn mua cũng như là giá sẽ ngon, giá sẽ tốt hơn cái này và điều rất là ngon ha. Thì mấy bạn muốn mua các bạn liên hệ mình nha. Đây mình đang muốn mua cái này nè, mình đang muốn mua mấy cái hộp mà đậu như đậu đen đậu đỏ rồi, nhưng mà người ta hấp sẵn á, xong người ta đóng vô cái hộp á, cái lon á đó. Nhưng mà ở đây không có hay sao á, đúng rồi không thấy tiêu hộp đen tiêu. Cái này cũng là cũng hơi mắc ha. Ồ, muối tiêu, muối này ngon lắm không? Muối tiêu ớt xanh này, muối tiêu, muối tiêu ớt đỏ này. Ok rồi, vào qua đây đi, qua đây mua kem ha. Bi làm gì đó? Mua kem hả? Rồi mua đi. Mua kem nào? Lấy kem nào đâu? Kem con chó hả? Sô-cô-la, chocolate. Rồi ok. Lấy kem con chó. Lấy kem con, kem kem. Cái bữa phải lấy kem nào hơn, lấy đi. Tôi lấy cá gọi nè. Cái gì kem chú nhìn cũng ngon ta. Đừng mở, để về nhà mở nha. Cái kem ốc quế không? Lấy ốc quế đi nha. Ốc quế nè. Ốc quế rau với sô-cô-la đi. Coi chừng trúng tay đó Bi. Vào mua một đống nè. Bi ăn, Bi lấy cái gì nữa rồi? Nào đưa ốc coi coi. Đó. Kem đó kem gì ạ? Merino. Merino. Rồi ok. Và nặng lấy kem. Đi bộ tay nha. Đi coi giá bia ở đây thử xem sao vậy. Ken rồi nè. 14.000, 15.000. Chung cũng chung.
kem chó, kem kem in hình con chó nó đó, nó là kem chó, nó lấy rồi. Không biết hả? Ở trong bịch phải không? Ở trong bịch không? Rồi đẩy ra đi tính tiền con đi. Rồi đi qua tính tiền.